giả đến cô khán giả tới là hết những cái gì căng thẳng lắm. Em thấy cái bàn mới đẹp không? Đẹp. Rồi Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên nha. Này là nhân viên của Hoa Viên và cũng đã chuẩn bị hai cái bàn cúng lớn. Chú Vũ Linh là cô chú anh chị chút nữa thì chờ nhân viên đem những cái món cúng lại hai lần rồi, sư cô với lại của anh Quy. Ủa ở ngoài đó là đây là công tác của ngoài đó là đang có cái gì ngoài đó nữa chồng. Đó, để lên đây hai cái bàn, cái thằng chả bàn mình đó. Cái này biến mọi à, hình như là chị tiếng mọi người nhà. Nhưng mà cái đầm màu vàng nhìn cái da nó tông lên á, không? Và da chị sáng á. Còn em không biết cái màu vàng nó vô da mẹ năng tông lên luôn á bà xã. Thiệt mà. Ví dụ người ta tông mình đang là tông nâu đúng rồi. Mình bật cái màu vàng mình năng lên thành tông đen luôn. Tại xuống đây dần nắng em mới thành tông nâu luôn. Trời ơi em đừng có khi dễ nha, tông nâu ở bên Mỹ á là người ta rất là quý trong tông nâu nha. Em biết sao rồi ta tông nâu bên Mỹ là nước VIP luôn đó. Tại vì những người á người ta giàu có, người ta có tiền người ta mới đi tắm nắng, đi bãi biển đó. Còn những người mà làm văn phòng đó là những người đó là người ta phải đi làm ở trong văn phòng thì phải là trắng là đúng không đó. Còn những người có tiền thì người ta mới đi tắm nắng, người ta mới đen, quan niệm ta vậy đó. Chào hai vợ chồng hôm nay có cái bàn cổ gì mà bay biển thế này à? Dạ, bữa nay em có cái bàn cổ chai, hai cái bàn cổ chai của cậu anh. Mấy cuộc thì khác nhau rồi. Cổ chai chị Linh ở bên Úc. Hai cái bàn cổ chai. Cổ nhà bàn cổ chai. Tức là của chị Linh đó. Anh Nam tới kìa. Anh Nam đem hoa đến nè. Bữa giờ không thấy anh Nam, bữa nay anh Nam YouTuber đến chú anh chị. Chào anh nha. Thì lại có sự kiện mới à? Lần nào anh đến là cũng vậy luôn á. Nói được không anh? Lấy vậy là biết được rồi. Ok. Ý anh là đi ra ngoài lấy cho anh liền đó. Có tên rồi, để em lấy cái nó mới cho. Không có đội đăng cũ rồi. Em cảm. Lần nào anh tới là cũng có sự kiện hết á. Lần nào tôi đến có sự kiện thật. Đúng rồi. Lần nào tôi đến có sự kiện thật. Anh định không? Anh định không? Không phải. Anh định là... Anh định đây. Còn đây là nãy nói tên gì? Anh Hoàng Nam không? Long của... Tên Hiểu. Nhan đi hả? Phước. Anh đang chờ cúng kìa. Có hoa mà anh. Mấy chị đang cắm hoa. Mấy chị đang cắm hoa cô chú anh chị. Ở sao môi anh bị tét hả anh? Khô quá anh. Khô quá môi hả? Em gửi anh cái nữa. Gửi được hai cái mà. Gửi hai cái anh ơi. Chồng dấu. Đổi chồng dấu. Đổi chồng dấu. Có chưa? Có đậu đi. Có đậu luôn đi. Đây là cái món quà của chị Linh. Đây là cái này chị Linh. Đây là cái này chị Linh. Giờ anh Nam là đang cúng chú Vũ Linh cô chú anh chị. Ừ.
mà anh tới đây lần nào là cũng vậy hết luôn đúng không? Có sự kiện là mới thấy anh không biết sao nữa đó. Còn chú anh chị bữa nay là chị Loan lên à. Bữa nay là một chú Vĩnh Linh tím hơn nha. Thì phía bên Hoa Viên là cũng đem cái mâm cúng lên rồi. Thì cũng chờ là cái cái màu nó thôi cô chú anh chị. Đó, đã xong hết rồi. Thì hai mâm cúng này là của chị Linh một người dân Úc cho cô chú anh chị. Hiện tại là chị đang ở bên Úc. Hai bạn trai cuối cuối tháng tháng 7 này thì chị cũng trai cho cưới. Tháng 7 thì những ngày mà cận kề hết tháng thì mọi người về đây để cúng như chú rất là nhiều. Bữa nay là chị cúng cái gì mà mua nhiều dữ vậy chị Loan? Chị cúng tháng 7 thôi. Dạ. Trong gần hết cuối tháng rồi cho người ta dùng cho người ta đi. Là chị cúng ở đâu? Cúng ở ngoài. Dạ, cúng ở ngoài. Dạ. Cái đồ cúng của chị rất là nhiều nha cô chú anh chị. Và chút nữa là chị sẽ cúng xung quanh những cái mộ phía ngoài đó. Chè đồ nè rất là nhiều. Rồi đây là hai cái bình hoa của ớt. Đây, chút nữa là sẽ được đặt lên trên trên bàn để cúng luôn cô chú anh chị đó. Bỏ sau này không có đưa lên cả. Anh Ngọc ơi, cái này chắc mình đem lên luôn nha. Dạ đâu à, đem lên chú anh chị. Dạ tại em có anh tay rồi nên chị cầm được không? Đem lên luôn. Tại bị sức hơn cái bông chứ không đẹp hả chị? Đó là cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Hiền Tiên có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên đồng hành với cô chú anh chị trong những video sau nha.